Con yêu ơi, hôm nay ta đi rong chơi, đi theo ba ta đi xa nơi thành thị đến quê nhà. Mẹ ơi nhanh lên, ôi nơi quê hương thân quen, nơi bao nhiêu âm thanh từng ngày cùng mẹ lớn lên. Qua bấy nhiêu điều ta biết thấu hiểu, ta thấy mình cứ đến biết lắng nghe nhiều. Ở đâu có gia đình, ở đó có chân tình, và gia đình ta sẽ mãi mãi giữ gìn nhà mình có nhau. Em. Dạ. Ra đó nghe nè. Chịu quá. Cái tiền của mình được nhiêu ạ? 800. 800 cộng với 250 của chị Châu đưa là 1.050.000. Của bé Châu đưa hả? Đúng rồi, chị đưa chứ. Phải đưa chứ. Đưa em mới cho ăn uống đầy đủ chứ. À, cũng phải ăn đồng chia đủ chứ, cái gì đó cũng phải thịnh soạn chút chứ. Ủa? Phải xài đi chứ trời ơi. Chứ tự nhiên giờ tự nhiên về đây ăn cực ăn khổ vậy. Hồi sáng giờ anh coi trên mâm bao nhiêu món mà anh nói em ăn cho ăn khổ. Ăn gì đâu vậy? Ăn giờ để con nít ăn trước, người lớn không ăn gì hết trơn. Vậy bây giờ người lớn ăn đây nè. Thôi mày ơi, không dám ăn mày ơi. Mang ăn gì? Đó là nãy giờ gia đình chúng tôi chỉ có ăn cơm này thôi đó. Em thấy mọi người đang bị gì luôn á. Đồ ăn rất là nhiều luôn á. Khi nào mà ăn hết đi hả, hả nói em. Còn cái này trời ơi, nhiều lắm luôn mà. Ở đâu mà không kịp. Thôi, không mời. Anh thấy anh có gửi một chút quà là thức ăn cho gia đình mình. Xin mời gia đình mình nhận quà. Trời ơi. Đợt sau mình về quê lại là mình phải hậu hĩnh cho chú thấy anh. Mà nó không vô chơi với anh nó luôn. Còn gửi đồ vậy chắc ngại á. Ngày mai vẫn chơi hội thao với. Chơi chứ, hứa rồi, hứa rồi chơi ạ. À. Alo. Gì? Qua thăm anh chị đi. Dạ, để lát qua chơi. Lát qua chơi hả? Em nghe nói mỗi. Ở dưới quê này có đang tổ chức hội thao nè. Anh tham gia cho vui nha. Hội thao gì nữa? Để cho chơi vận động nữa, gần ở thị trấn này nè. Giờ này hả hay là ngày mai? Ngày mai á. À ngày mai, kỵ ngày mai để ngày mai tính. Chơi mà anh chị đâu có đòi hỏi thắng thua gì đâu. Ví dụ có thắng thì anh chị cũng... cũng để lại hết á. Em ăn xong chưa? Em ăn xong rồi. Xong qua rửa chén phụ giờ anh đi. Sáng anh rửa rồi. Em nấu rồi. Ủa? Dạ cái nồi mà cái nồi caramel hồi sáng em rửa rồi hả dạ? Anh đông rửa. Không có, đâu có rửa đâu. Dạ, anh đông rửa. Còn qua không? Hỏi lên. Mấy phiếu đi qua phụ giờ anh đi, sáng giờ tội nghiệp giờ anh quá. Hồi sáng anh rửa rồi. Không có, đâu có rửa đâu. Mắc gì em phải phụ. Vợ anh không phụ rồi chứ mắc gì anh phụ. Sáng anh rửa rồi. Giờ vợ anh rửa, giờ em qua em phụ danh đi. Anh với Đạt nói chuyện, nói với anh Trần nói chuyện riêng với Đạt một tí. Nói chuyện riêng thì chỗ nào riêng, chỗ này chỗ chung, tự nhiên cái Trần nói chuyện riêng, ngộ quá. Đàn ông đàn an ta nói chuyện tí tí. Cứ cơm như đàn ông. Bỏ qua. À, muốn nói chuyện riêng. Em thấy anh là nãy giờ ngộ lắm. Cứ thấy kêu kêu để quay lại sau lưng hoài à. Ai biết làm gì đây. Bạc. Bạc. Kêu nên chứ nói chuyện riêng tí. Anh qua nói chuyện riêng tí. Tôi tôn trọng các anh. Chị có cần em phụ giúp gì không? Ờ à, cái nồi thịt này còn ai ăn nữa không? Không còn ai ăn. Thôi để em đóng lại. À, chó nhà em chỉ sủa khi có người lạ. Trời ơi. Ủa trong này có quá trời đồ mẹ. Sao sáng giờ mà bé ra xài. Mẹ nó con dạ nó chui vô trong hầm bây giờ. Chưa? Lên luôn không? Nè đồ này, mấy đồ này lên mang lên nhắm được nè. Sao không lên theo? Chờ chị ao phun chờ mới vô nè. Vậy đứng đây hoài là rồi đứng đây là cái gì đứng hoài luôn á. Nghe con khỏe nhiều lắm. Nó chờ chị.
Sao vậy? Hả? Bao nhiêu ước mơ đồng. Ủa? Dạ sao đây? Khoan, để xuống đánh miếng son. Đừng, chú đâu, đi vô đây. Khoan, đi vô đây. Khoan, rồi, để xuống em đánh miếng son. Thôi, không cần. Qua. Những nét đẹp tự nhiên là nét đẹp vĩnh cửu. Đến với chúng ta trong một buổi tiệc vô cùng đặc biệt này. Cho em xuống đánh miếng son mà. Ôi ơi, bất ngờ chứ bà già. Chúc mừng kỷ niệm 14 năm yêu nhau của anh chị. Thường thường thì em ăn chẹt thôi. Nhưng mà nay em... Hôm nay cũng vậy, hôm nay em cũng vậy. Nhưng mà nay em có tổ chức, có góp một chút gọi là tổ chức. Này nó không hoàn chỉnh lắm nhưng mà công sức của ba đứa chỉ có thể đáp ứng nhiêu đây thôi. À, có ekip phụ nữa. Chúc cho anh chị ngày càng hạnh phúc. Trời ơi, yeah. Cảm ơn em. Thảo nào chị thấy ở dưới có đôi giày size 46. Đông quá vậy, cứ vô được rồi. Hình như là thằng thằng nhóc con của anh Huỳnh Đông thấy em rồi. Ủa chú đang nghe nào vậy? Mời tới. Sếp đâu? Sao anh đâu? Giúp anh em. Sao này tôi ổn quá. Anh em cần được không ạ? Anh em cần được không ạ? Bây giờ có kế hoạch gì chưa? Anh em có kế hoạch gì chưa? Ngồi trên cái ghế của quán trái cây này nó trời. Con biết là trong tháng 7 này có một ngày kỷ niệm nào của gia đình con không? Dạ, ngày kỷ niệm ngày cưới ngày mấy ta? Ngày mấy tháng 7 á? 30 tháng 7 đúng không? Thường là gia đình mình sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cưới như thế nào? Dạ, bình thường là ở nhà ăn rồi xong cái mời về nhà về chơi với con nữa. Là nhiều khi là chụp hình với lại quay mấy cái MV kỷ niệm. Vậy thì năm nay tụi con có muốn làm một cái điều gì nó khác năm trước không? Họ cũng biết. Cô có một đề nghị với tụi con. Đó là tối ngày hôm nay Lino cô sẽ lên. Cố gắng đưa cái Lino lên. Đưa ai đó, Lino hay Sushi hay là ai đó cô không biết. Nhưng mà nếu như con muốn thì con có thể liệt kê cho cô những người con muốn. Dạ. Bây giờ cô sẽ bắt đầu liên hệ liền ngay lập tức. Dạ, nghĩ chắc cái Lino rồi. Chú Lino biết coi. Nãy chú vô chú thấy có cái sân thượng đó là có đèn là gì trển vậy? Dạ, vườn rau luôn trển, nó chiêu lắm. Chiêu lắm à? Chiêu lắm. Bây giờ mình tổ chức cái trển đi. Mà giờ sao vô nhà được? Mẹ đang sau bếp á. Mẹ sau bếp ở đây hả? Ừ, bếp ngay đây nè. Để lấy chú leo đây lên. Thôi bây giờ tụi con tìm cách nào đó tụi con dẫn ba Đạt ra trước. Dẫn ba ra trước. Ừ, để chú móc nối với lại ba Đạt. Để cho mọi người phụ mình. Thì nghệ sĩ đây chú đang kêu ba ra. Ok, kêu ba ra. Đi. Mà kêu nhỏ nha. Đừng để lộ. Ủa đi, mà phải gù gù cái lưng gãi gãi vậy là thấy gãi gãi vậy là thấy gãi gãi vậy là thấy lộ rồi đó. Anh coi mấy môn đó là gia đình em phải đẩy em ra thi. Ra sau giường quay xô xồ mấy cô kia kia. Ê chú ơi, mà thấy hai cái máy không? Chú, chén cơm của tôi sau lưng chú á. À dạ. Tính ra là ba làm thầy con đốt sách luôn á. Là đứng che máy ngoài luôn. Gì vậy? Có chuyện gì mà mọi người ồn ào? Uê! Ủa, em xuống đây dạ biết không? Dạ không, bí mật. Bí mật luôn, em về đi. Ở đây hết đồ ăn rồi. Trời ơi, quà cáp đồ quá trời vậy. Bánh kem có được gọi là đồ ăn mới. Em tính là đợt này em sẽ là người tổ chức kỷ niệm cho anh chị. Kỷ niệm gì vậy? Kỷ niệm năm cưới. Trời ơi, không quên luôn, trời ơi là trời. Trời ơi. Nãy giờ con biết con không vô, đá xi nhan anh ba vậy? Trời ơi, đá xi nhan anh lộ rồi, là ba nói mẹ sao? Em tính là em sẽ lên sân thượng trên kia. Em với sĩ với bánh mì, trang trí ở trên đó. Mà phải lên được cái sân thượng đó. Đúng rồi, mà bị cái là chị giả trong đó. Cái kế hoạch của em á, là em tính móc nối với anh. Xong rồi anh phụ em móc nối với anh Huỳnh Đông. Xong rồi để cho tụi mình chung sức, tụi mình mới lừa được chị. Thì có gì nếu mà em đi lên đi xuống em chuẩn bị hay gì thì có cách nào để mà chị ở một bên mà em ở một bên mà chị không biết không? Hay
nó mình bưng cái bàn, cái chú Juno trốn tới cái bàn, cái mình bưng. Thôi để giờ vô anh giáo bộ kéo bé Dạ ra nói chuyện riêng rồi xong rồi lúc đó em chuồn lên. Dạ. Em. Dạ. Nghe nó nghe nè. Ủa dép ai bự dữ vậy? Trời ơi chung voi. Trọng các anh. Chị có cần em phụ giúp gì không? Cái nồi thịt này còn ai ăn nữa không? Không còn ai ăn. Thôi để em đóng lại. Chó nhà em chỉ sủa khi có người lạ. Tao nói nó siêu khó luôn á. Nó siêu khó về cái thân hình của tôi luôn á. Đó là cái sự nhiệt huyết của Juno. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Mấy đứa gãi bông luôn, gãi bông luôn. Mạnh. Có mở khóa chưa? Chết rồi, khúc này. Rồi. Hai, ba. Và bây giờ cô dâu chú rể đang tiến đến lễ đường, có chữ anh đạt và chị Dạ cùng với trái tim. Trời ơi, đây là những cánh hoa của hai đứa đã ghép lại cho ba mẹ của mình, quá tuyệt vời ạ. Thôi mà mình hung chân thật nè. Không ngờ có một ngày mình lại làm những cái trò con nít như vậy. Ủa khoan xí nữa nghe nè, kỷ niệm ngày cưới là của hai vợ chồng mà sao có mình tôi không biết vậy? Không, thiệt ra là Đạt cũng không biết đâu. Cũng mới biết rồi chị. Không, anh Đạt có biết, anh Đạt kêu em ra nói chuyện để mọi người setup. À, vậy là cái lúc mà em lui cui ở trong tủ bếp mà nghe chó sủa nhiều là lúc Juno biết bơi lên đây. Lúc đó là Juno cố tình trốn hai đứa. Nhưng mà cái tướng như vậy không trốn được nè. Em kêu em nghe bịch. Trời ơi, cảm ơn mọi người, những cái khoảnh khắc này rất là quý giá. Em có món quà. Cái gì mà né hoài vậy? Nó có nhảy ra không vậy? Không. Đây cầm cái micro cho. Đó. Này là nướng và hoa để tối nay mình thêm đậm thắm cho những cái kỷ niệm 14 năm. Let's go. Cho mình là lá lá. La la la. Cảm ơn Juno. Dạ. Dạ, cảm ơn Juno rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian xuống tận dưới Long An để cho vợ chồng chị một cái bất ngờ rất là tuyệt vời như vậy. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh chị hợp tác rất là rồi hơi chuẩn về một chút. Dạ, ánh mắt của anh rất là điện ảnh nha. Dạ. Ủa luôn cưng ơi. Nói như con vô tri vô kêu vậy. Kêu đóng phim thì được lắm. Mà kêu diễn ngoài đời khó quá. Thực tế là khó quá. Khó quá. Dạ, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Dạ. Thực sự ra là cái này là em xuống em phụ hai con. Dạ. Hai con là người lên ý tưởng đó hả? Dạ đúng vậy, xong rồi em xuống phụ thôi. Ngon, sáng giờ ăn mấy bột rồi.
Tội quá, nãy anh em ở dưới ăn cơm mà tôi chưa được ăn cơm nữa. Là không hơi ăn ngon là ăn đó. Ngon lắm rồi. Không bị ngọt không? Cứng. Ngọt dịu. Hợp lý. Tuổi không thích như cánh hoa ở đây mà ghi lên trên đó đi. Dễ đi, muốn dễ gì dễ. Dễ tình yêu trái tim của những đứa con dành cho cha mẹ của mình. Tôi yêu đâu rồi? Sao? Ủa? Sao nó này L cái gì vậy? D và D đúng không? Đúng rồi, D và D. Không giờ sĩ dẫn mày lên, sĩ nó làm MC gì con cài vào đầu mẹ con rồi. Biết cài không? Đâu cài thử ơi, cài thử ơi. Nay cầm cái này. Cài thử ơi. Cài vậy hả? Vậy dính không? Dính. Có rủ chú Đông lên chưa? Chú Đông hình như đang ấy ấy nè. Ấy là đang làm gì? Đang ấy đó. Đang từ từ lên đó hả? Ồ, quá đẳng cấp. Hả? Đâu? Có chú Juno làm MC nè. Juno hát thôi. Chú Juno hát rồi hả? Dạ đúng rồi. Anh giúp em MC gì đó giống như cha. Giống mấy cái lễ đường nữa chú. Ê. Giống như là kiểu lễ đường mình tới Dâu cứ gửi đồ thảy bông, thảy bông. Dạ con thảy bông nè. Dạ giờ MC cha ra. Rồi chú có nói lớn lớn lên nha. Vậy 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 để canh mẹ con. Ai là người suy nghĩ ra cái idea này? Con phát biểu đi. Hôm nay mà. Có thi dụ không? Sao cái gì cũng anh em dụ con hết vậy? Tao thì không nói đi, có bình thường thôi. Thôi hỏi ý nữa. Hai đứa đi uống cà phê đi con. Sao nói đi con? Tại mấy năm trước là không có cơ hội làm bất ngờ. Hôm nay là gì sẵn quay chương trình này là anh sĩ nó nghĩ cái đó là nó muốn làm. Con muốn có thêm đứa em nữa không con? Hả? Tới tuổi này rồi mà đẻ gì nổi nữa anh ơi. Em còn trẻ mà dạ. Nếu mà có em bé trong cái lúc mà quay nhà mình có nhau thì mình đặt tên con là Cozy luôn nha anh. Không mà thật ra là cảm ơn tụi con nhiều nha. Những năm qua đã từng trải qua những buổi kỷ niệm là chỉ có ba mẹ đứng ra tổ chức. Ngày hôm nay tụi con thông đồng với lại chú Juno. Thông đồng. Phối hợp đi anh. Thông đồng ơi, phối hợp chú Juno. Dạ. Và bè lũ với lại chương trình. Hả cái gì? Và kết hợp với lại chương trình đã làm ra một cái buổi kỷ niệm này ấm áp. Mặc dù thì nó hơi chệch choạc, nó hơi khúc khỉu, nó hơi trên vơi một chút xíu. Ít nhất phải nói để cho mẹ biết cái gì đó để mẹ mặc một bộ đồ nó đàng hoàng hơn. Không, nhưng mà thật ra hôm nay nó rất vui. Không có ai đổi lớp mà mặc đồ bộ hết trơn. Nó kỳ. Cảm ơn tụi con rất là nhiều, cảm ơn chương trình, cảm ơn Juno, tất cả mọi người ở đây nhiều. Và nãy giờ thì đồ ăn cũng có đây rồi. Thì mình sẽ ngồi đây hàng nguyên để mà gọi là ôm lại kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng okay. Em yeah. Vậy tính ra là trong cái buổi kỷ niệm này là của mình Juno bận đồ đẹp nhất á. Đồ quá trời luôn. Bởi em đồ hôi quá trời luôn. Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, mình hãy cùng nhau nhập tiệc thôi. Yeah. La 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 la, ooh la 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 la, ooh ooh ooh, la 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 la, ooh la 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 la. Này, con yêu ơi, hôm nay ta đi dòng chơi, đi theo ba ta đi xa nơi thành thị đến quê nhà. Mẹ ơi nhanh lên, ôi nơi quê hương dân quen, nơi bao nhiêu âm thanh từng ngày cùng mẹ lớn lên. Chưa bắt cá sáng ra đồng, cả nhà tung tăng bên bờ sông, từng lối xóm những con đường. Hàng ghế đá chiếc lá sân trường. Ta sẽ quay về, ta sẽ đi tìm. Ta sẽ cùng nhau hát với những trải nghiệm. Nghe con tha diều, rồi ta sẽ khiêng kiều. Cùng nhau mình tận hương khám phá bao điều. Vì nhà mình có nhau. La 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 la. U la 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 la. Nhà mình có nhau. La 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 la. U la 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 la.
xưa hay được nghe chuyện thành phố tới đồng quê, nhưng đó chỉ là lời kể này. Con muốn được hơn thế nên mình gom đồ trở về local, thăm ngày xưa của mẹ với cha. Biết bao niềm vui con chưa trải qua, vì vu con sông ông bà hay đi nghe ông Nga cùng bà ca. Nhà mình khăng khít như cuộc sống bộn bề này khoảng cách đâu còn xa, cả nhà đi như nay mới thấy thêm thấu hiểu đối phương. Cho dù có bao xa vẫn bề lắm, chọn đi chọn thương. Chưa bắt cá sáng ra đồng, cả nhà tung tăng bên bờ sông. Từng lối xóm những con đường, hàng ghế đá chiếc lá sân trường. Ta sẽ quay về, về, ta sẽ đi tìm, ta sẽ cùng nhau hát với những trải nghiệm. Ngày có tha diều, rồi ta sẽ khiêng kiều, cùng nhau mình tận hưởng khám phá bao điều. Vì nhà mình có nhau, la 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 la. Lời ru vẫn như vậy, vẫn in dấu ký ức tuổi thơ. Và dù cho đến mãi sau này, vẫn sẽ giữ mãi chẳng phải mờ. Qua bấy nhiêu điều, ta biết thấu hiểu. Ta thấy mình kiên nhẫn biết lắng nghe nhiều. Ở đâu có gia đình, ở đâu có chân tình. Và gia đình ta sẽ mãi mãi giữ gì. Mình có nhau. Yo. Ngon quá. Ngon quá. Nhà mình có nhau. Ô ô ô la 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 la. Ô la. Ở thành nhà quân đức ta. Nhà mình có nhau, ú ú ú. Nói vậy luôn. Nói. Từ ngày xưa ấy. Hết rồi, giọng bình thường trở lại rồi. Tụi nhỏ ok hết rồi. Nó làm gì vậy dạ? Tắt em tắt đèn rồi em bắt ngủ. Trời ơi. Đỉnh vậy, sao em đỉnh vậy? Trời ơi. Thì nói nào ngay, đây là bữa tiệc mà của Thái Anh và của chương trình đóng góp để cho mình có một buổi kỷ niệm ngày cưới được tuyệt vời và bất ngờ như vậy. Vỗ tay. Xin mời ạ. Ủa đi đâu? Chúc mừng bữa nay hai chồng tôi kỷ niệm ngày cưới là uống chung mà. Đúng rồi, đúng rồi. Hai ba còn ly. Tuyệt vời quá. Thật sự là chương trình rất là ưu đãi mà có được những cái món ăn ngon vậy để bồi dưỡng cho mình. Đầu bếp năm sau làm đó chị. Nhưng mà họ không tốt lành gì đâu. Ủa? Bởi vì biết ngày mai là mình sẽ đi hội thao. Dạ. Mình sẽ bị Với kinh nghiệm làm chương trình truyền hình thực tế của em bao nhiêu năm thì cứ mỗi lần chương trình cho ăn ngon là tụi em áp lực. Sắp có điểm đúng không? Là bị hành hả? Phía sau đó nó cũng sẽ có những cái gian khó, gian nan đang chờ đợi. Ồ vậy là nãy giờ em vô nó chưa đủ gian nan. Trời ơi, nhưng mà ngày mai hội thao là cái gì nữa chị? Là mình chạy marathon kéo co rồi chứ. Mấy môn đó là em thắng chắc cho nên hội thao yên tâm. Kéo co là em đứng cuối, đấu vật là em đi đầu. Không, kéo co là em có nghề nha. Hồi xưa em có nghề kéo co, em đứng tửng ghê lắm. Ai mà kéo lại á. Để ý nha, làm show Juno bao nhiêu năm mà lúc nào gặp cũng ăn uống hết trơn á. Sao mà số hưởng dữ vậy trời. Không có show nào chị gặp em mà không ăn luôn á Juno. Bình thường em qua nhà chị cũng đúng việc không mà. Hay lắm, cái canh dừa nấu cơm xong là vừa tắt bếp là nó tới. Hay dữ luôn. Hay ở đâu mà ra hay vậy trời. Vô cái đây nè, vô cái đây nè. Vui quá. Nếu mà không có chương trình nhà mình có nhau thì dễ gì có dịp mà hai vợ chồng mình Juno được ngồi với lại anh Đông với chị Châu nha. Không, thật sự là có duyên á. Tại vì chương trình hẹn là hồi cuối tháng 6. Ông Đông còn đi phim, còn dướng cái lịch phim, không có dám nhận. Xong cái mới hẹn qua nay là mấy tay, 7 tay. Nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa. Em nghĩ là cái duyên á. Mà bất ngờ thiệt, nghĩa là khi mà em bước lên xe của chương trình nhà mình có nhau là chương trình có nói là sẽ đem đến nhiều sự bất ngờ cho gia đình em. Mình cũng nghĩ là trời, với kinh nghiệm mà làm game nhiều của mình thì cái gì mình không đoán được. Mà đúng thiệt,
cái sự xuất hiện của anh chị là một cái điều mà em không thể nào đoán được. Tại vì mình em cứ nghĩ là anh chị đang định cư ở nước ngoài, không biết tại sao lại có mặt ở Long An nữa hay thiệt chứ. Tính ra là phải có duyên hôm nay mới gặp nè, chứ hôm đám cưới Miu là bé dạ cũng có dự cưới Miu đúng không? Cũng có anh chị luôn hả? Có anh chị luôn. Vậy là mình gặp nhau đó, trong cái tiệc đó mà vẫn chưa có duyên. Mà vẫn không gặp nhau, lướt qua cuộc đời nhau luôn. Mà trong đám cưới đó chỉ có một Minh Đạt thôi nha. Chồng em không đi đám cưới Miu với Minh Đạt. Ông nói lỡ người ta lộn anh với chú rể sao? Mà chú rể bên kia Minh Đạt là đứng thổi sáo. Rất là khí chất. Bên kia người ta thổi sáo, em chỉ có thổi nồng độ cồn thôi. Cái đó là hợp lý. Đúng không? Hợp lý vô một cái anh. Lý do quá hợp lý. Thực sự thì ngày hôm nay mà khi mà thấy sự xuất hiện của Quỳnh Đông với lại bé Châu và gia đình, hồi lâu thì cũng liên lạc, nhưng mà liên lạc qua mạng xã hội là biết là Đông đang ở nước ngoài. Mà hồi đó thì rất là thân, nhưng mà dòng đời cuốn trôi thì Đạt đi theo một con đường khác, Đông đi theo một con đường khác, không có chạm nhau về cái mặt diễn xuất nhiều. Nhưng mà hai thằng thì lúc nào cũng là thân thiết với nhau. Hồi xưa là như là hai giọt nước, là tại vì hai thằng nó giống nhau về cá tính cho tới đầu tóc, cách ăn mặc cho tới là song hiệp đầu quắn đó. Nhưng mà thiệt tình dòng đời đã cuốn trôi. Là hồi xưa anh có tóc. Anh có tóc. Anh nhầm. Ý em nói là hồi xưa anh tóc quăn hả? Em nhầm. Còn em tưởng hồi xưa anh Đạt không có tóc. Có chứ, lúc này anh có. Ai? Hồi xưa trong lớp anh với anh Đạt là tóc dài lắm, tóc quăn xù đầu đó nè, mới lớp mới đạt được xong thiệp đồ quắn đó. Hồi xưa là hai giọt nước, bây giờ là một giọt nước mắm vô nước tương. Nó vẫn mặn, nó không nhạt. Nó vẫn mặn mà, đúng không? Khoảng 5-6 năm nay, khoảng 6 năm nay là hầu như là chỉ có tương tác trên mạng xã hội là nhiều. Chứ mà gặp nhau ngoài đời là gần như là không có dịp để gặp nhau luôn á. Đạt thì Đạt thiên hướng về sân khấu là nhiều, với các chương trình. Đông thì bên mảng phim ảnh là nhiều, cho nên là cái rõ ràng là hai cái mảng ngành nghề nó tuy là cùng chung nghệ thuật, nhưng mà cái cách làm việc nó đều khác nhau hết, cũng khó gặp nhau lắm. Rồi tùm lum đủ thứ, rồi mình xa nhau. Chơi nhau thì tất nhiên là sẽ có lúc gây nhau, lúc giận nhau. Những lúc nào là giận nhau? Anh có lóc nó Facebook một lần. Lý do? Mà tại sao? Lóc luôn. Anh lóc luôn, lúc đó anh nít lắm. Cũng không nhớ rõ lý do luôn, tại sao lóc nó nữa. Quên luôn. Xong cái cũng sao lóc tao vậy? Lúc đó tao đã dần giận mày. Giờ mày hết giận chưa? Giận mở lóc rồi, xong. À, tao biết sao lóc rồi. Đợt đó là mâu thuẫn giữa thằng Tuấn với thằng Cường. Tuấn với thằng Cường mà hai thằng bạn cãi nhau. Mà sao thằng Đạt gọi là bạn thân mà không chịu nhảy vô can. Ủa? Cái giận lây qua. Cái đó, sao hai đứa cãi lộn mà mày phải có chính kiến mà nhảy vô mày can. Cái mình cho biết hai thằng này nó sao, đâu biết gì đâu mà can. Cái đó giận luôn, lây luôn, mình không lóc mình luôn. Vô duyên. Thì đó, nó tự nhiên cái mâu thuẫn vậy đó. Hồi đó anh chưa... lúc đó chắc anh đang ở không hay gì. Hồi đó anh chưa có biết tu tập. Lúc đó mà. Lâu lắm rồi. Chắc phải cả chục năm không? Đó. Anh hãy kể cảm giác của anh khi mà nghe anh Đạt nói anh Đạt cưới vợ đi. Em muốn nghe. Tại vì khi mà anh cái gì cũng phải tâm sự. Đúng rồi, không anh. Nhưng mà anh có bất ngờ không khi mà em biết chắc là anh Đạt sẽ chẳng tâm sự gì về em cho anh biết, mà đùng một cái tự nhiên dắt con bé nó cưới không vợ. Anh đúng rồi, anh thề luôn là Đạt nó chỉ nói là có đang có quen một bé ở sân khấu. Dạ. Lúc đó là diễn binh Nụ Cười Mới rồi. Đó, xong nói ê Đông, ngày này đám cưới nè, ok. Xong ê Đông, tao mới chụp xong bộ ảnh nhưng mà tao chưa có kịp làm mấy cái slide hình gì đó. Không đó biết làm về máy tính nhiều. Mà lúc đó anh trong lớp là anh là thằng chùm chỉnh nhạc, chùm làm hình đó. Ê qua tao làm cho anh nhớ kỹ lắm, chở em qua đó. Là lần đầu tiên trong cuộc đời là anh biết Lâm dĩ dạy, mà lúc đó kiểu con bé nó còn nhỏ, kiểu nhớ nổi. Với lại nó gì kiểu ngại ngại lần á, kiểu là mà chưa có thân thiết gì đó, cho nên em vào một góc. Em nhớ hết chứ em đâu có quên, mà em test thử coi anh có còn cái option nào đó không. Không, cuộc đời của Đạt á, không, cái này là anh thề, anh có nói thiệt là cuộc đời của Đạt là đó giờ bạn gái của Đạt anh biết rất là nhiều, ai anh cũng biết á, chỉ có mình em là anh không biết thôi. Nhưng mà cái người mà ủa là nhà mình có nhau dữ chưa vậy? Nhưng mà cái vấn đề là quan trọng là khi mà người cái vợ. Người mà không biết, nhưng mà người đó lại nắm cuộc đời của Đạt suốt đời đó. Cái đó mà là hay chứ. Không,
Tới lúc nó giới thiệu em là coi như là làm đám cưới luôn rồi, tuyệt vời chưa? Đúng rồi, cái lúc mà anh Đạt hỏi nói với mẹ là anh Đạt cưới vợ, mẹ anh Đạt hỏi cưới ai nữa mà. Nghĩa là không ai biết luôn. Cái gì option quá chị, anh Đạt giấu kỹ, giấu kỹ quá, kiểu mà hiếm á, đâu có để ra ngoài được. Đó, coi như để dành riêng cho riêng mình thôi, báu vật mà. Giống như là bị ốp sọt rồi xong. Nói chung là thì đó, tại chị là thuộc cái tiếp người sống có mục đích á. Chị mà sống đặt ra mục đích thì em mà đặt ra mục đích thì khó thoát với em. Dữ. Vô. Được rồi, vô đi. Vô. Thì thật ra ai cũng muốn có đủ nếp đủ tẻ á. Mình thích là cái chuyện của mình thôi, nhưng mà khi mà mình đẻ một đứa con ra là cái mình phải có trách nhiệm với nó. Tính em là không có chuyện có ra không ra, có cháu không cháu. Mình sợ thêm một bạn nữa rồi mình lại không đủ thời gian với lại kinh tế lo cho bạn, để bạn thiếu thốn hay là thiệt thòi thì nó cũng tội quá. Mặc dù cũng rất là thích nhưng mà nói chung là mọi sự tùy duyên anh hả. Thì đó, em thấy em thích con gái là anh dắt em về con Mickey với em ôm hàng đêm. Anh thấy không? Đó, thấy Mickey hay không? Juno chạy lên cái là nó sủa báo mẹ liền. Sủa liền. Tại ban đầu lúc mà vô là em chỉ sợ con Mickey thôi, không sợ ai đó. Tại nó gặp em nó sủa hoài à. Juno con bé bỏng quá. Chạy ngày không ai thấy hết trơn. Nghe pập. Không, nhưng mà anh, em nãy em có chia sẻ là nếu mà có con gái thì em đặt tên là Cô Si là thiệt. Tại vì thứ nhất là gia đình mình cũng thích ăn bánh Cô Si. Nó vừa ăn, nó không ngọt quấy. Nếu như mà Cô Si thương tình đó, đại diện 3 năm, 4 năm rồi để mình có tiền trả sữa cho Cô Si thì còn tuyệt vời hơn nữa. Đúng rồi. Bà có nhớ đám hỏi mình á, cái ông mà về trễ nhất là... Ê, ông nội này, ông hỏi chị. Ừ. Đám hỏi bưng quả gì mà anh mà. Đám hỏi chị năm 2014. Ông nhậu bê xe lết rồi ông vô trong buồng của mẹ chị, ông ngủ tới chiều luôn. Vô buồng của mẹ cô dâu ngủ tới chiều. Bây giờ em mới nghe đó nè. Anh xịn, anh xịn nhất. Bưng quả gì người ta. Ở nhà chỉ có một cái phòng. Ở nhà có một phòng ngủ thôi. Trong khi bạn là bạn thân chú rể. Người ta vô buồng mẹ cô dâu ngủ tới chiều. Tối đó bác ngủ trong giường đó bác xịn luôn. Vô đi nào. Tính ơi, trên Đạt. Bây giờ anh đi nè. Ở đây cũng mọi người cũng đang đợi á. Tranh thủ nha. Vậy hả? Ok. Đang đi. Dạ. Sao mà em nôn thì chơi chứ không có gì thôi anh. Không, anh đón anh thôi à. Đón xong rồi em lại lẳng lặng em đi nữa. Em có đi làm mà. Rồi, anh chị tranh thủ ra liền. Là thấy anh nó mới ban tổ chức không? Hèn chi thấy nó mới sống sắn như vậy chứ. Nhưng mà mình chơi với mấy đội khác hay là đội mình thôi? Kìa bên trái kìa. Dạ, hết từng gặp đội chuyên nghiệp rồi mấy bạn ơi. Ê, ráng nha, chứ nghệ sĩ mà thua nhục á. Chị thấy anh rước kìa. Thấy anh trong truyền thuyết. Rồi vô chưa, tranh thủ đi tụi chị. Gia đình chị nôn lắm rồi, luyện tập từ hồi sớm tới giờ. Nôn quá, em làm đợi quá trời. Mấy giờ đi làm? 8 giờ. Vui. Không biết có thắng không chứ thấy cái gì. Cô vũ dữ quá, tí mình thua mình cũng áp lực lắm. Hello mấy em. Trời ơi, vui quá trời luôn. Mấy ní ơi, hello.
quá giờ mắc cỡ rồi. Chào ba nghe. Thôi chào ba nghe. Chào mấy chị đi, chào mấy chị. Xin thông báo còn 5 phút nữa là lễ khai mạc bắt đầu. Thì mời các đội chúng ta tập trung vào vị trí có các bảng tên câu lạc bộ của mình. Câu lạc bộ mình đâu? Đây, em giới thiệu cho nè. Đây là bạn anh Sao nè. Bạn này sẽ hướng dẫn mình tham gia hội thao. Là bên em thi đấu với bên tụi chị hả? Dạ, em với chị là chung đội. À, chung đội. Dạ. Chung đội mình, chung đội mình. Rồi cho chị biết đội bạn là cỡ nào. Dạ. Chia tay với nhau. Ủa đi hả? Đi làm hả? Đi làm. Đúng rồi, tham gia được rồi. Nhiều nha. Mai nha cưng, cảm ơn Thái Anh nha. Dạ. Các đội chúng ta chuẩn bị thi đấu. Môn thi đấu đầu tiên là kéo co. Câu lạc bộ Ánh Sao quyết tâm giành chiến thắng. Yeah. Đề nghị các đội chúng ta chọn 5 nam 3 nữ. Chúng ta thi đấu 3 lượt thì ai thắng trước 2 lượt là được rồi chiến thắng. Chật biết chơi, chật biết chơi kéo co mà đúng không? Không, kéo co là em có nghề nha. Hồi xưa em có nghề kéo co, em đứng tỉnh ghê lắm. Đó. Giờ bây giờ em có chiến thuật như vậy. Anh Juno nó bôi bự. Thì ở sau mình chỉ quấn cọng dây. Quấn cọng dây thôi. Ngã ra sau, còn mình đây mình kéo. Rồi, ai dạ. Xong rồi em đếm đi, 1 2 3 kéo. Em sẽ đếm 1 2 3 kéo là mình sẽ được. Trời, căng thẳng quá, lâu lắm rồi không có kéo co. Mình kéo căng dây luôn. Ơi, chị không thuận chân này. Chị qua đây. Đổi qua đây lại. Anh anh quấn hết vô người anh luôn. Anh quấn vô người luôn. Lực lượng cổ đông gì đâu. Chị hứa là chị sẽ không anh gì em. Chúng ta thi đấu theo tiếng còi của đồng tài. Chuẩn bị nè. Kéo. Kéo. Vậy nó chớm quá à. Trời ơi. Đội chiến thắng trong trận đấu đầu tiên là câu lạc bộ Thiệu Phú. Xin mời hai đội chúng ta đổi bên. Từ từ lại, đổi bên. Giữ thiệt chứ. Mày thắng rồi đó. Dạ. Không, anh nhả mà anh chơi mình đó. Anh chơi vô đội hình cũ. Đội hình cũ được không hay là đổi? Dạ cũ đi kẻ mà tiếp tục đi chị, đội hình cũ luôn đi. Rồi đứng đâu đó đi. Hai đội chúng ta chuẩn bị. Trời ơi dạ ơi, chị em mình ổn không dạ? Toàn là đẻ hai ba đứa không mà sao mà kéo nổi. Giờ mình giữ đội hình cũ rồi mình thắng á. Ráng lên chị ơi. Không giữ nước vậy nha. Để mọi người động viên ít thôi. Trọng tài ơi, mấy bé tôi thấy là nó không cân bằng. Tại
tại vì đây là mấy bé còn trẻ, còn ở đây một đứa, ở đây hai đứa con rồi. Hai đứa con là tụi em ở đây là xương đây ba đứa không à, xương khớp đồ nó yếu hết trơn rồi. Mấy em nhớ thả thả chị dạ xíu nha. Chị này không có tha. Trời ơi mấy anh triệu phú nói chuyện này không có tha. Đội ngủ, đội ngủ. Rồi chúng ta chuẩn bị. Rồi bệnh nền cũng khá nhiều, cho nên là thôi mình thua nó cũng hợp lý. Đội người tiếp đến là đội Triệu Phú với Linh Nguyên. Tên giữa ba là câu lạc bộ Ánh Sao với đoàn thanh niên thị trấn Đức Hòa. Đề nghị câu lạc bộ Ánh Sao với đoàn thanh niên thị trấn Đức Hòa chúng ta chuẩn bị. Cho nghỉ cỡ 1 tiếng 2 tiếng được không? Thôi mình ra mình chuẩn bị luôn á anh chị ơi. Mình ra mình chuẩn bị cái mình kéo luôn. Tại mình thua mình kéo trước, còn vô địch người ta kéo sau vậy. Em ơi mình bớt nói là mình thua mình kéo trước được không? Dạ. Nói vậy tụi chị bị tuột ý chí. Cái này mình chơi giao lưu thôi, mình để cho các bạn thắng. Ok, thí dụ vậy. Chứ mà không có giao lưu cũng đâu có thắng nổi. Dạ. Với đoàn thanh niên thì đến quà chúng ta vào vậy đi. Chiến thắng là câu lạc bộ Ánh Sao. Xin chúc mừng câu lạc bộ Ánh Sao đã đạt giải ba. Xin mời hai đội chúng ta chung kết là câu lạc bộ Triệu Phú với tuổi trẻ Linh Nguyên. Đội trưởng ơi, đội trưởng có tự hào về chúng tôi dạ, không? À, rất là tự hào. Dạ. Dạ. Cảm ơn đội em trưởng. Em cũng tự hào vậy. Ấy quá đẹp nữa. Dạ. 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 Chúng tôi rất là tự hào về đội trưởng. Dạ. Thôi bây giờ mình nghỉ ngơi xíu là mình chơi trò chạy tiếp sức. Đội trưởng ơi, đội trưởng. Đội trưởng tôi có ý kiến. Mấy bạn này cứ xúi tôi chơi ăn gian ngoài đội trưởng. Chị biết tên em không? Tên đội trưởng của tôi là Chánh Trùng. Đội mình không có chơi ăn gian. Đúng rồi. Chị hơi kỳ kỳ xíu rồi à. Kỳ kỳ xíu rồi à. Em chán chật mà em kỳ vậy. Bây giờ là tiền thưởng của mình, một lát mình sẽ chia đều cho tất cả mọi người luôn. Wow. Dạ. Giải thưởng khoảng 150 không? Dạ, trên 1 triệu dưới 1 tỷ chị. Wow, dạ. Vậy là nhiều rồi. Dạ. Vậy là 1,1 triệu rồi đúng không? Chúng ta sẽ có giải từng bộ môn và giải toàn đoàn nữa. Dạ. Yeah. Em sẽ nói được chơi sơ sơ cho mình biết là mình sẽ bắt đầu xuất phát từ cái vạch đỏ dưới đây. Yeah. Mình sẽ cầm cây gậy, mình sẽ chạy vòng qua cái bảng của mình. Xong mình sẽ vòng về đưa cây gậy cho người tiếp theo, rồi xong là cứ tiếp tục như thế đến hết. Khi hết là mình sẽ giành chiến thắng. Là tất cả các thành viên mình đều thi đấu hết. Dạ, đúng rồi. Xó xì chạy cũng ok lắm không? Ok chứ. Xó xì tham gia, xó xì tham gia nữa. Happy luôn. Nguyên nhà mình hết luôn mà. Chạy luôn. Hay quá các mày ơi. Các mày chạy hay quá. Hợp lý, hợp lý. Lên lên. Trời ơi. Lên lên. Giết luôn anh này, giết luôn anh này.
Nó xì hả? Nó xì hả? Con mà. Lên. Ôi nhanh. Đó, đúng rồi chị. Hay quá. Sao mà chị Châu giống như đi chân sáo vậy? Trời ơi. Sao bảy đi chân sáo vậy? Nhanh lên à. Chú già mệt quá. Giỏi nè. Rồi, thở thở đứng thở đừng ngồi. Đứng lên đi từ từ đi, đừng có ngồi, đừng có ngồi. Bi. Bộ đội thứ nhất là câu lạc bộ Triệu Phú. Mọi người lại đi mà đứng giúp đỡ luôn. À, là đứng ở chỉnh luôn là hẳn rồi. Rồi các vận động viên chúng ta giải lao để tiếp tục giải bóng đá. Sao mấy cái môn mà chạy tiếp sức em không chạy? Em có những cái kỹ năng riêng. Ví dụ đội mình không thắng thì mình phải mang yếu tố giải trí chứ. Đã không thắng rồi còn không vui nữa. Đá banh nha anh Đông. Anh chụp gôn. Hả, cuộc đời anh chỉ có chụp gôn, anh không thể để lên trên được. Em là hậu vệ nha. Đó. Ai mà tới gần khung thành là em đẩy liền nha. Bữa chứ Juno chụp gôn hay bị đỉnh luôn. Đúng vậy. Chụp cái hải banh tự văng vô lưới luôn mà. Chụp cái banh, chứ banh tay trơn quá rớt vô lưới luôn. Em chụp rồi, nhưng mà em chụp nó vô đây nè, mà chứ banh nó nhảy vô đây. Mình phải xin phép sao anh? Mình phải xin phép sao? Mọi người trong tay ơi! Mọi người trong tay ơi! Trời ơi! Cầm chơi trên trái banh mà còn vượt lên vượt xuống. Chồng chị ổn không? Rồi đó! Vô à! Rồi vô à! Gia đình tự hào vậy đó anh Đông ơi! Cầu thủ bóng mì đang chuẩn bị vào sân. Hả? Lẹ đi con! Nó hết giờ rồi! Đội Ánh Sao đã bị thua trước 2-0 và cũng không nằm mà ngoài gọi là phần dự đoán của chúng tôi. Thủ môn Quỳnh Đông đang cố gắng cầm cự. Bánh mì ơi, với đôi giày màu hồng của mình không biết anh bánh mì sẽ làm được gì đây. Tuyệt vời quá, không hề có sự nhường nhịn ở đây. Chân trước mặt ra. Quá tuyệt vời. Hay quá. Ok,
điều thú vị ở đây là chỉ có duy nhất cầu thủ bánh mì đeo cặp mắt kiến. Hay quá. Cũng mong Quỳnh Đông ơi, quá tuyệt vời. Ơi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cái gì dạ? Quá tuyệt vời. Mọi người ơi, đội ăn sau đó ngoài yếu tố giải trí ra chẳng làm được gì cả. Đâu cũng một đá dần dài lắm. Quá tuyệt cả đời. Đội tuổi trẻ Linh Nguyên quá tuyệt vời. Đi đâu vậy con? Thủ môn Quỳnh Đông đã ra sân ạ. Thủ môn Đông đang vô chuyện nước biển. Đề nghị cung cấp một bình oxy cho thủ môn Quỳnh Đông. Anh đã đoàn tụ với đúng rồi. Dẫn hoài. Ba ba gì mà đa dép luôn ba. Thôi, tại cái dép nó muốn đá bành con ơi. Hay quá bánh mì ơi, bánh mì đang giữ bóng chuyền cho vô đâu. Không rồi. Không dễ dàng. Con thích bánh này không? Yeah. Ngon không? Thơm không? Đó là dưỡng thịt. Vậy mà em mua thêm cho con. Ủa, đâu đâu dưỡng bóng? Hay quá Dương Đông ơi! Trời ơi, không có ai bên này cả. Chánh Trần ơi, hay quá! Hay quá, Chánh Trần ơi, Dương Đông! Không được, đẹp như đá, Dương Đông ơi! Chúng tôi thấy là chỉ có một Chánh Trần đội anh sao là đang đá mặt trời, còn lại là đang vui chơi trên sân bóng. Tôi cảm thấy đội trưởng Chánh Trần đang gắn cầu lưng đội anh sao. Yeah. Mọi người huy chương liền. Huy chương vàng. Thử bình thưởng cho mình luôn. Rồi ánh sao còn 10 phút bị tra tấn nữa. Chúng ta còn 10 phút bị tra tấn thôi. Bây giờ thì thôi đi. Hay quá mấy mày ơi. Và bây giờ xin mời đội trưởng Chánh Trực hãy bàn chiến thuật tiếp theo cho hiệp sau ạ. Sau một vài môn thi đấu thì tôi thấy lưng của Chánh Trực đang ngày càng gù hơn. Chúng tôi xin cảm ơn đội tuổi trẻ Linh Nguyên đã nhẹ tay với chúng tôi. Chứ không nãy giờ cũng 10 10 trái là nhẹ. 10 trái chứ không phải là 2 trái đâu. Một rổ. Một rổ. Mà cảm giác nó nhìn tới thủ môn mà kiểu già cổ nó không muốn ra. Sợ gây nạn. Tôi cảm thấy những ánh mắt chán chường của đội tuổi trẻ dành cho đội bạn. Ủa là bây giờ là mình đồng đội, đồng hạng 3 đúng không? Còn hiệp nữa. Hả? Cái vậy? Còn 10 phút nữa, hồi nãy mới có hiệp 1 à. Chỉ 10 phút mà thôi, chúng ta đã thấy cầu thủ của mình đang già cỗi thêm 10 tuổi. Chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ hai của đội Tuyệt Vời và đội Ánh Sao. Hai đội bước vào sân đấu ạ. Vô. Và Ánh Sao vẫn giữ vị trí thủ môn Quỳnh Đông. Xin được kể sơ về hồ sơ bệnh án của thủ môn Quỳnh Đông. Với một số bệnh nền có sẵn của anh chỉ có gãy tay, gãy chân thôi. Và hiện tại thì cơ xương khớp cũng đang yếu. Tại vì rớt xuống một cây khi quay. Đúng rồi. Khi đang quay phim. Ừ, ok, biết rồi. Trận đấu bắt đầu. Ủa, còn Sá Sĩ Sá Sĩ đang dẫn bóng. Nhường nhường con chị nha mấy em ơi. Nhường nhường cháu nó. Trời ơi, chơi vậy? Oh. Hay quá, Sá Sĩ ơi! Bắt cặp bánh đầu tiên của anh Sá Sĩ. Sá Sĩ ơi! Hay quá, Sá Sĩ ơi! Hay quá!
Xin mời các anh tuổi trẻ hãy đợi một chút xíu. Cầu thủ 9 tuổi đang chuẩn bị vào sân. Tiền đạo Happy đã vào thay thế cho tiền đạo xa xỉ. Con em đó mọi người ơi, con em. Một làn gió mới của đội Ánh Sao. Con chào chú, con tới con gửi cái bức thư này. Xin chào gia chủ chưa quen. Nhờ nhà mình giúp một việc nhỏ như sau. Đó là nuôi dạy giùm ba đứa trẻ này trong một thời gian. Đông đi, phong đến, mưa tầm tã. Cá thì không có lấy gì ăn. Trời ơi. Hảo thơ. Rồi anh đối đáp à. Cá dù không có thì ăn bánh. Ăn bánh xong rồi mình đánh banh. Ôi trời ơi.